Xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thôn quê của kênh Bất Động Sản Thạch Thất các bạn nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu các bạn món rau sắn các bạn ơi. Đây là món rau sắn các bạn nhé. Và đây là bà Nguyễn Thị Phẩm đang F2 mà lại không đeo khẩu trang này đi lận sang đây. Rất là chủ quan. Không có lời cả nhà thì chưa tắt. Đây là có mấy chú gà nhà mình. Đeo khẩu trang ba cái chủ quan. Quyên ơi. Quyên ơi. Con nhà bố cái khẩu trang đây. Cái chùm nó vào đâu? Chắc nó đi đấy. Đang nữa. Đình điền chùm, chắc ăn chùm làm. Nó thấy không? Hai vợ chồng nè. Thế bị chùm gì? Ai chửi nhau? Thế thì nó hai đứa nào nó cãi nhau? Cháu đi một đống, ủ ra thì mấy người mà ba sang chả đeo khẩu trang. Đây là món rau sắn các bạn nhé. Rau sắn đây là rau giặt sắn già. Ông Mai chào mọi người đi con. Ông Mai chào mọi người đi con. Ông Mai. Bố đang quay bông mai này. Ông Mai chào mọi người đây. Đi đâu đây? Đây là rau sắn các bạn nhé. Rau sắn này mà ngâm chua nấu với cá với lại tép thì rất là ngon các bạn ạ. Cá bống các kiểu, cá mai mải cân cấn rồi thì các loại cá các bạn ạ. Cá mè nấu cũng rất là ngon các bạn ạ. Đây là một đống của hồi môn nhà mình các bạn ạ. Đấy, toàn của hồi môn. Mình tưới cây các bạn. Đây là cây sung cho mình thôi. Cây sung mình trồng cây sung để lấy quả các bạn. Bạn nào ăn quả thì liên hệ mình ship tận nơi các bạn nhé. Đấy, đây là cây sung này các bạn này. Sung này làm muối rất là ngon các bạn nhé. Cây sung mình cây có cây sung rất là to. Thank you.
Còn bên này là cái khế nhà mình các bạn. Đây là cái khế các bạn. Nhà mình có nuôi mấy con gà đây. Con gà chân to các bạn. Đây là gà chân to hay còn gọi là gà đông cạp, đông tảo. Gà đông tảo các bạn nhé. Đấy. Đấy, bạn bông mai đang đi hái rau. Đây là bông mai đang đi hái rau các bạn nhé. Bạn sang nhớ phải đeo khẩu trang quá. Cái gì đấy? Ôi trời ơi, ba nồi lại nhặt đầu cái nơi. Đây là bà béo. Bà béo đang nhổ cỏ để làm dưa. Làm muối. Đây mình có một cây sung nữa các bạn. Cây này mới trồng. Bên này là cây xoài. Đây là cây nhãn các bạn nhé. Nhãn có chùm quả rất là ngon các bạn ạ. Bên này là cây đậu vém các bạn ạ. Và bên này là cây ổi nhá. Cây ổi này rất là nhiều quả. Bên này là cây cóc các bạn nhá. Đây là cây cóc này. Đó, cây cóc. Cóc mới trồng cũng lên rất là tốt nhưng mà chưa có quả. Bên này là một cây sung nữa và một cây xoài. Đây là cây bưởi các bạn nhé. Cây bưởi thì năm nay có quả rồi nhưng mà chưa được quả nào. Đây là cái ổi các bạn này. Ổi liều lắm quả cho các bạn. Nhiều quả. Úi. Quả chi chít. Quả rất là to các bạn. Bị nắng nó dám này các bạn này. Đây là bà Nguyễn Thị Sự. Đặng Thị Sự. Ai mua ổi thì EV cho mình nhá. Ổi này là ổi quê, ổi sạch đàng hoàng đấy nhá. Ăn chua lết chua leo. Ổi quá ngon. Nhìn mê ly luôn các bạn ạ. Quả chi chít rất là nhiều quả các bạn. Nhìn sướng không các bạn? Ấy nước nó ở đâu mà nó cứ chảy liên tục, chảy cả ngày. Như nước ở kia, nước thải nó chảy cả ngày. Thank you.
mình lại tới cây tiếp các bạn. Các bạn nếu mà mới trồng cây thì nên đắp một cái bầu như này các bạn nhé. Xong các bạn tưới thì nó không mất nước, nó sẽ ngấm tất vào gốc các bạn. Cây rất là lên, nó rất là tốt. Đây. Cây của mình lên rất là tốt các bạn. Kênh của mình là kênh bất động sản Thạch Thất. Bạn nào muốn mình tư vấn về đầu tư bất động sản liền kề khu công nghệ cao Hòa Lạc thì các bạn cứ liên hệ với mình qua hotline là 0902 256 444 các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại cầm tay của mình là 094 345 6766 các bạn nhé. Tưới cây thì mình hướng dẫn cho các bạn cách tưới cây nhé. Nếu như mà cây như cây khế chẳng hạn, như cây khế mà các bạn mới trồng ấy, mới đánh bầu về ấy, thì các bạn tưới luôn được, các bạn tưới đẫm luôn được. Nhưng mà còn cây sung này thì nếu mà mới đánh về thì các bạn nên để 2 đến 3 ngày sau thì các bạn tưới nhá. Đấy, nếu mà ví dụ như các bạn mà tưới cách Nhật, tức là cách một ngày các bạn tưới một lần thì các bạn phải tưới thật đẫm. Thế còn nếu mà các bạn mà tưới ngày nào cũng tưới thì không cần phải tưới đậm lắm các bạn nhé. Tưới vừa phải là được các bạn nhé. Cứ cách đến 2 đến 3 ngày các bạn tưới thì các bạn phải tưới thật đậm. Thế còn nếu các bạn mà ngày nào cũng tưới thì không cần phải tưới đậm lắm các bạn. Vì cái độ nước mình đầy cái bầu này mình đẩy xuống là nó phải tầm 3 ngày thì nó mới hết các bạn nhé. Thôn Bùm hôm nay lại có một ca Covid, các bạn, dương tính Covid các bạn. Hiện nay thì Việt Nam đang tình hình dịch Covid-19 thì đang rất là nghiêm trọng các bạn. Vì thế mình cũng khuyến cáo mọi người là tuân thủ nghiêm cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và hãy cố gắng là luôn luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài các bạn nhé. Các bạn nhớ là khi ra ngoài thì sát khuẩn và khi về thì cũng sát khuẩn các bạn nhé. Các bạn nhớ đeo kính, mà các bạn có kính bảo hộ thì càng tốt các bạn nhé. Đeo kính và đeo khẩu trang các bạn nhé. Các bạn hãy tuân thủ mọi quy định của nhà nước để chúng ta nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19 các bạn nhé. Rồi bây giờ thì có khi mình xin tạm dừng clip ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.